Nếu như bạn cho rằng miếng bánh này không đủ nhét kẽ răng thì mình xin thưa rằng là đủ nha. Nhét đủ cái răng sau của bạn luôn đó. Nói đùa vậy thôi. Sắp tới Tết rồi và những cái bạn ở xa thì đang rất là mong muốn có một cái không khí Tết, ngồi quây quần bên gia đình, bên nồi bánh chưng, bánh tét, đúng không? Nếu như các bạn ở xa, không có điều kiện thì các bạn hãy cùng chill với mình qua những cái đoạn bánh tét tí hon này nha. Thưa các bạn rằng là cũng không biết từ bao giờ cái đoạn bánh tét nó lại luôn xuất hiện trong cái mâm cỗ ngày Tết của người Việt mình, đặc biệt là người Nam Bộ nha. Và cũng ít ai biết được rằng là cái nguồn gốc và ý nghĩa của Tết mà cần phải có những cái đòn bánh tét trong nhà. Nếu như ngoài Bắc á, thì ngày Tết là người ta có bánh chưng xanh gắn liền với sự tích là bánh chưng bánh dày. Thì bánh tét ở miền Nam á, là nó cũng có những cái câu chuyện ly kỳ và đặc biệt riêng của nó các bạn. Theo cái phong tục ngày Tết á, thì nồi bánh tét là được nấu vào ngày 30 giao thừa. Cả nhà sẽ thức chờ quanh nồi bánh và tạo nên một cái không khí rất là ấm cúng, sung túc. Một số chuyên gia nghiên cứu về văn hóa lý giải rằng là rất có thể là đòn bánh tét này là người trong Nam dùng là có thể là do cái quá trình giao lưu văn hóa Việt và Chăm Ba. Khi mà cái người Việt mình vào trong Nam khai hoang và mở rộng vùng đất thì do cái sự tiếp thu yếu tố về tín ngưỡng của nền văn hóa Chăm, trong đó là cái tín ngưỡng mà thờ thần lúa các bạn, nên là cư dân Việt Nam mình là đã tạo ra những cái chiếc bánh tét như này. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái giai thoại lý giải về câu chuyện, ví dụ như là vua Quang Trung khi mà đánh quân Thanh vào ngày Tết thì lúc bấy giờ là vua cho quân nghỉ ngơi và một quân lính là đã dâng lên vua một cái loại bánh được gói một bằng cái hình trụ như thế này nè, và ở ngoài là bọc lá chuối. Và khi vua ăn thì khen rất là ngon, hỏi đây là bánh gì thì anh lính này trả lời là đây là cái loại bánh mà người vợ quê nhà thường gói để mà mang cho anh đi đường ăn, và mỗi lần ăn thì anh lại nhớ đến vợ, nhớ đến quê nhà. Thì mình sẽ nói thêm chỗ này một chút xíu là một cái bài thuốc mà mình để ý nhiều người mà bị dạ dày đó các bạn, là họ thường ăn xôi, ăn nếp, ăn bánh tét, bánh chưng gì đó, đại khái là những cái sản phẩm mà từ nếp mà đã được nấu chín. Thì họ khi mà họ ăn những cái loại bánh này nè thì cái bệnh dạ dày của họ khuyên giảm nha, và họ sẽ cảm thấy là ít có bị đói và nó sẽ no lâu cho mình. Thì cái anh lính này anh mang theo bánh này ăn là mình thấy khá là hợp lý và khá là hữu ích. Và xoay quanh lại cái chuyện lúc nãy là khi mà nghe lính nói vậy á thì vua Quang Trung rất là cảm động và ra lệnh cho mọi người là gói cái loại bánh này để ăn vào dịp Tết và đặt cho cái tên là bánh Tết. Và về sau á, thì tùy vào cái vùng miền á, người ta có cái cách nói trại, nói lái đi các bạn, nó gọi là bánh tét. Riêng cái thế hệ của mình thời nay á, thì mình chia sẻ như cái này nha, cái này là cá nhân mình thôi. Thì mình nghe là từ nhỏ thì mình cũng nghe tới bánh tét thì mình cứ nghĩ là bị tét đít. Con nít mà bị hư lì các bạn là bị cha mẹ hay tét đít thì cầm cái cây dài đó để đánh vào đít mình. Thì mình nghĩ là bánh tét là nó có nguồn gốc như vậy, mà sau này thì mình mới đọc và tìm hiểu thì mình biết được cái ý nghĩa mà mình chia sẻ với các bạn. Còn riêng với cá nhân từng bạn, nếu các bạn thấy mà cái ý nghĩa về bánh tét và theo cái lý giải riêng của các bạn á, thì nó như thế nào thì các bạn có thể chia sẻ với mình để mình biết với nha. Bánh tét truyền thống mình thì được bọc bên ngoài là rất là nhiều lá, nó tượng trưng cho là mẹ bọc lấy con, cho cái sự bao bọc chở che của người mẹ. Và ngày nay á, thì cái điều kiện là không có nhiều ở thành phố, là người ta cũng không trồng chuối, nên là cái lá chuối này là phải được vận chuyển ở quê này kia lên các bạn, nó cũng không có được nhiều. Thành ra là và với lại là cái chuyện mà lửa củi là cũng khó khăn, nên là người ta sẽ gói bánh tét là không phải bằng gạo nếp như mình đang làm, mà họ sẽ lấy gạo nếp đó người ta ngâm thiệt là lâu đi và người ta hấp cái nếp đó nó thành xôi, xong rồi người ta mới gói bánh tét. Thì để rút ngắn cái thời gian nấu, cũng như là lúc này họ sẽ gói cái lá chuối á, là nó mỏng hơn so với bình thường, hoặc là ở cái vùng mà những cái nơi nước ngoài các bạn thì cũng khó kiếm lá chuối lắm. Lá chuối toàn là lá khô, lá nó bị thâm đen hết rồi, nó không có tươi như thế này đâu. Thành ra là các anh chị ở nước ngoài cũng làm theo cái cách này để tiết kiệm lá cũng như là tiết kiệm cái thời gian mình nấu á. Thì đây là cái chia sẻ của mình và mình mong rằng là những cái điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn trong năm mới này. Ở video sau thì mình sẽ chia sẻ về gói bánh ú tí hon nha. Các bạn muốn làm những cái gì tí hon nữa thì các bạn hãy bình luận bên dưới, mình sẽ làm cho các bạn.